vượt lên trên điều bình thường, kiến tạo nên khác biệt để hết thảy mọi người đều có cơ hội đón nhận sự phát triển. Đây là tâm nguyện của ông Trịnh Đồng, người đã sáng lập nên thương hiệu Đại Đồng Tiến. Xuất phát từ ý tưởng kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, mang đến những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn cho người tiêu dùng, công ty Đại Đồng Tiến đã ra đời vào năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam. Sau hơn 30 năm phát triển, công ty đã có hàng ngàn cán bộ công nhân viên và hàng chục hecta nhà xưởng đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đại Đồng Tiến tự hào sở hữu những năng lực cốt lõi riêng biệt, đó là sự sáng tạo trong tạo mẫu, điêu luyện trong thiết kế kỹ thuật khuôn mẫu, chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất, trung thực chính xác trong kiểm soát chất lượng. Trong lịch sử phát triển của Đại Đồng Tiến từ năm 1983 đến khoảng chừng năm 2000, đó là một sự nỗ lực không ngừng. Ở trong cái thời điểm bối cảnh đó, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực không ngừng để cho ra những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm phù hợp thị hiếu, và chúng tôi liên tục mở rộng những thị trường mới, tìm tòi những cái yêu cầu của khách hàng, và nhờ đó chúng tôi bắt đầu kết nối được với lại các cái hệ thống buôn bán ở cái thời kỳ trước thời kỳ đổi mới. Trong 15 năm tiếp theo, kể từ năm 2000 đến nay, Đại Đồng Tiến dựa trên những cái nỗ lực có sẵn của mình, dần dần sắp xếp lại thành các cái năng lực, đó là năng lực thiết kế sản phẩm mới, năng lực quản lý công nghệ và sản xuất, năng lực quản lý kênh phân phối và quản lý tài chính, để dần dần chúng tôi tạo ra những sản phẩm tốt hơn, phân phối rộng hơn, mạnh hơn đến người tiêu dùng. Và kết hợp năng lực và nỗ lực, Đại Đồng Tiến đảm bảo làm sao trở thành nhà cung cấp những cái sản phẩm có thiết kế độc đáo, chất lượng ổn định, phân phối rộng khắp và có giá cả cạnh tranh. Các sản phẩm đa dạng của Đại Đồng Tiến được chia thành 5 dòng chính: nhựa gia dụng chất lượng cao, an toàn và tiện dụng, nhựa nội thất cao cấp và sành điệu, hộp thực phẩm cao cấp với nút khoát hơi, hộp thực phẩm an toàn, tiện dụng và giá cả hợp lý, sản phẩm công nghiệp trọng tải nhẹ, chịu lực cao và độ bền vượt trội. Ngoài ra, còn rất nhiều các dòng sản phẩm mới vẫn đang tiếp tục thử nghiệm khác. Để thúc đẩy kinh doanh, Đại Đồng Tiến đã tổ chức mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 60 nhà phân phối, 3.000 cửa hàng và 10 chuỗi siêu thị danh tiếng trên toàn quốc như Pixi, Maximart, Copmart, Vinatex. Ngoài ra, nhiều sản phẩm của công ty hiện đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand, Hà Lan, khu vực Nam Mỹ và Trung Đông. Sự ổn định và uy tín đã giúp Đại Đồng Tiến thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các tên tuổi lớn cả trong và ngoài nước như Vinamilk, Vifon, Kindle, Pepsi, Omo, Expo, Nestle, Ajinomoto, Sharp, Working Toy, Co, Big Mac, Foodlands, Superbank. Trong đó, sự hợp tác với các thương hiệu đồ chơi cao cấp châu Âu đang là minh chứng cho chất lượng vượt trội của chúng tôi. Với xu hướng thị trường toàn cầu hóa, tự do thương mại như hiện nay, Đại Đồng Tiến đã sẵn sàng tự tin bước vào một sân chơi mới, lấy tinh thần phục vụ làm trọng tâm. Với tinh thần thẳng thắn và tích cực, trách nhiệm và uy tín, tâm huyết và cầu tiến, sẽ không có khó khăn nào có thể cản bước phát triển của chúng tôi.